Hello, xin chào các anh em quay trở lại với channel mình. Thì ok, hôm nay mình sẽ chơi một xe offline mà tất cả các phiên bản khác đều không có, mà chỉ có duy nhất một phiên bản này có một chức năng đặc biệt mà có thể gọi là chơi đã phê luôn, multi lần mồm luôn. Ok, và thôi. Ok, và bây giờ mình vào mọi người ạ. Ok, và thôi, quẩy thôi. Thì trước tiên anh em phải bật chế độ đội lên và ghi là mod 13 là 15 cũng được anh em ạ. Đấy, anh em quẩy thôi. Đây, chức năng như thế nào thì anh em từ từ sẽ biết. Đấy, cái tiền. Đấy, một trái bom. Ôi dồi, có đau mà không chết kìa. Một kill. Đấy, anh em thấy gì chưa? Đấy. Đấy, một chức năng đặc biệt mà duy nhất chế bom này có thôi anh em. Đấy, này. Này, ôi dồi, chưa được. Rồi, cái này không bắn. Thì anh em mà kết hợp giữa bắn và cái chức năng này á, giống như kiểu như là chức năng đặc biệt của Quang Vũ á. Ủa, cái gì đây, sập máy rồi. Thì ok. Thì anh em có được cái chức năng này ấy, thì anh em có thể còn multi. Đấy, anh em vừa núp cái này nè, ném ra, anh em thấy màu đỏ không? Đó. Từ. Đấy, có kêu liền. Đấy. Đấy, hai người. Ui dồi, 5 kêu, thấy chưa anh em? Đây. Đấy, 6 kill. Đấy, này. Cái phiên bản này nó khó chứ, cái nào boss nó bắn auto khá là đau. Đấy, nó bắn mình là gần chết luôn đấy anh em ạ. Đấy, cây vãi trưởng luôn. Đấy. Đó, bây giờ mình đứng cái phi kill này. Rồi, không có kill. Ui rồi, không tới anh em ạ. Đấy, một xuyên tường. Hai xuyên tường. Như kiểu hack xuyên tường đó anh em ạ. Đấy. Ui dồi ôi, nó bay ra nó bắn như cũng rồi anh em thấy chưa? Đấy, nó cái boss ở trong đây nó nhẹ anh em ạ. Nó nhẹ cực kỳ luôn. Ui đó. Ui dồi, không làm gì cũng được có kill. Đấy, thế mới gọi như hack luôn. Thì cái chức năng này hình như là cái phiên bản này khá là lâu rồi anh em ạ. Phiên bản này từ 2018 rồi anh em ạ. 18 chắc bản này hot lắm anh em. Ui nhiều báo dập với nhiều súng lắm. Ui dồi, trước mặt mình luôn mà không làm gì. Đâu. Đây, nhìn mình nhá. Nhìn mình nhá anh em. Đấy, một đỏ nè. Ui dồi ôi, nhìn y như hát xuyên tường luôn. Đấy. Ôi, không được. Ôi, trên kia. Con bắn rồi đó, anh gì mà không biết luôn. Ôi, sao mà cướp ạ. Ôi, móc luôn, thấy không anh em. Quay lại, nó đi rất là nhanh luôn. Nó đi như kiểu như là người anh em ạ. Với lại bắn nó thốn vãi cái trưởng, nó gây sát thương chậm cho mình nữa. Đó. Ui. Đấy anh em thấy không? Ủa bắn nó trúng, nó có mỗi bắn trúng mình có vài cái. Đấy anh em thấy không? Phiên bản này lập trình thì khá là đau đấy anh em. Nó y như là câu chuyện Ares á anh em. Thì câu chuyện Ares phiên bản lập trình cũng hơi ngu, nhưng mà khi mà nó đã bắn rồi nó bắn trúng 100% luôn. Đấy. Nhưng phiên bản này nhạy hơn. Ôi dồi ôi. Đâu. Một kêu. Ôi dồi. Đây nè. Ôi. Này. Này, 4 kêu. Ôi dồi. Anh em mà cứ lợi dụng cái chức năng này nha. Anh em chơi multi còn là mò luôn. Cái này á, đây là có một cái phiên bản cũ nha anh em. Phiên bản fit á. Nhưng mà anh chị em chơi mà xé bóng lại một phiên bản nào mà như kiểu như phiên bản chép offline mà của phiên bản mà thường á, mà không fit gì á, thì á anh em mình để hai cái linh lượng, một cái linh là fit rồi để anh em chơi zombie. Đấy, fit rồi chơi zombie là mình tăng đạn cái thứ đam đồ khủng lắm, để anh em chơi phê lòi luôn. Đấy, giúp anh em là tăng đam lên khỏi phải nhập cái thứ đó. Đấy, có kiểu. Đấy, mày làm gì? Lên chưa? Ôi
rồi, 4 kill. Ôi ôi, ôi nó trong nhà rồi. Hay à, nó bắn chết mình trước à. Ok, bây giờ mình móc cái nồng nha. Chơi chiến năng của ngoài nó cũng chén, không phải cầm số nồng. Và nét nữa mình sẽ cho anh em một xem một cái map. Ui thấy cho anh em nó bắn trúng rất là cao. Cái khu đam cũng rất là nặng luôn. Anh em đâu có nghĩ nào. Ui boss mà chơi gì, ui trời ơi. Đó anh em ngon thì anh em vào đây này. Hoặc là vào phiên bản của trận nó red á, anh em chỉnh đấu đội. Đấy. Mình thề luôn anh em không chết mẹ nào. Anh em nào inbox với mình, không chết mạng nào mà boss nó vẫn bắn nha. Không có cho bắt rừng nha, bắt rừng thì ai mà cũng làm được. Đấy. Bắt rừng thì chỉ cần là anh em bấm F6 hay là F7 hoặc là boss stop thôi là được. Đấy. Đấy, anh em nào mà chơi mạng này mà không chết 1 đến 2 mạng. Anh em nào mà chết chỉ một mạng mà được có 5 hoặc 60 kill á. Đó, mình inbox mình. Đấy, ok. Đây. Ui ui. Gì đây? Cái gì mà đứng đây làm cái gì? Bắn người cái kia. Ok, xong rồi. Thì mắt khác. Ok. Ủa, nó ở đây này mà không muốn anh Vũ cây thế nhờ. Ok. Ui ui, cũng được một kill. Đang được vậy. Ui giời ơi, làm cái gì? Đục thục. Ôi rồi, 4 kill. Vô tay, vô tay. Vô tay coi. Hơn 5 kill. 82 kill rồi. Nhanh nào. Nãy rồi mình cũng toàn 3-4 mạng rồi đấy. Đây. Móc nghe tiếng nó sau lưng rồi đấy. Đây 1-2. Ui 3 em. Ui. Nhảy xuống mà nó bắn như kiểu không giật á anh em. Đây. Ơ sao mà không cho xuyên tường nhỉ? Nó đây nè anh em ạ. Không thể nhảy lên được. Sao mà nhảy lên rồi mày xếp mày nhớ lên nha bắt. Ê, 1 kill. Rồi. Ê, chút 1 kill. Đây. Ok, ai. Ồ, không có ai luôn. Chơi vậy thì ai chơi? Bắn bờ rồi lên cái boss ơi. Ui, nó bắn rồi, nó bắn đóng trúng rồi. Nó bị chậm lại, delay chậm lại anh em. Ở đó, thấy không? Cái bật kêu, đâu cái cuối nè. Ôi, kêu cuối luôn. Ok, mình xem một cái nha anh em. Đấy, đây là cái map ngân hàng. Đấy, ok. Đây, nhìn pha IQ của mình anh em. Bom IQ nè. Nè nào. Ôi giời, 5 kill. Thế này thì đỡ sao mà được, multi. Ui giời, multi lòi mồm luôn. Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Đấy, đây là những cái cách chơi mà anh em có thể là chơi phiên bản này mà anh em chơi như vậy. Còn em mà đứng ở solo boss này nó bất lợi. Một cái nhiều là hai ba con á, nó nhắm vô người á là tỷ lệ nó cao hơn với lại nhắm như chính đồng loại của nó là boss. Đấy, 2 kill. Ủa lâu giật mấy cây thế nhỉ? Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu. Này, 3 kiểu bệnh 4 kiểu. Ui 5 kiểu. Ui 6 kiểu. Mua ti nè. Mua ti lòi mòm liền. Đấy, anh em thấy không? Về không? Đau hết rồi, Mua ti tiếp này. Ui hồ thế chưa? Anh em thấy không? Multi có ghê lời mồm luôn. Ôi, multi kìa. Multi. Ôi, multi thì được rồi. Đấy, ok. Giờ đây anh em sẽ cầm 3Z lên đây. Cái map này tại sao mình lại chơi cái map này? Đấy, anh em đi theo mình ạ. Một phát bom. Ôi, vẫn 3 kill. Đấy, anh em đi lên đây. Đấy, đi lên đây. Đó, đi lên đây. Đó anh em thấy cái gì chưa? Thì trên đây thì boss nó không có bắn được nha. Thì đây là cái chỗ farm kill của anh em ạ. Boss nó không có bắn. Đấy, bắn xuyên tường qua luôn. Đấy. Đây. Ui trời ơi. Cái này chỉ là một cái bí kíp nhỏ mình chơi game thôi nha.
thì nó sẽ không bắn được mình, khi nhìn thấy mình thôi nó không bắn được đâu. Mình thề với anh em luôn. Đó, 6 kill. Ui. Anh em thấy không? Ui. Nó lên anh em. Nó đi nó lên á. Ui, nó bắn mình như gì á. Đấy. Ui, nó kìa, nó gặp. Nó kìa, mày nằm cái gì? Sniper mình không kém đâu à. Thì cái trong này á, sniper anh em đừng có nghĩ là nó bắn dễ. Ui, đạn nó lạc lắm. Chứ online là đạn nó lạc. Chỉ có trừ một phiên bản, nó chính là CKOG 8.0 8.1 á anh em. Đó. Hoặc là phiên bản Token Address 6.0 á anh em. Đó. Chỉ có phiên bản đó là nó sẽ nó không bắn sniper như không giật đó anh em. Còn mấy phiên bản như là Token Address, ui giật ghê lắm anh em. Nó giật mà nó bắn như kiểu như là cái cây súng nó không có giật mà cái đạn của nó lạc. Đó. Hoặc là CLC đấy. Ok. Đấy anh em đứng lỗ này anh em bị bắn chắc luôn. Ôi rồi lên đây làm cái gì? Thấy multi. Lại multi. Đây. Đấy bây giờ mình thử. Đấy, nó lại nhìn mình thôi, nó không bắn mình. Mình đang thì mấy ngày nay mình không nhanh clip thường xuyên là do tại vì mấy cái kéo này mình đang cập nhật cái tình mới. Đấy, nếu như mà xét lực xe nó ra phương mạng 15.0 thì quẩy đi anh em. Racking Boobies. Ok, và thôi chắc video của mình cũng phải là dừng tại đây thôi nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của mình và hẹn gặp lại anh em trong những video khác nhé. Và anh em đừng quên nhấn like, nhấn subscribe kênh của mình nhé. Bye bye. Phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau lắm tiếng cười. Mình đã luôn từng nói, à không thể chưa. Mình từng thề ước mãi không bao giờ xa, mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau. Dù trái tim ta phải đau nhau.